Xin chào quý vị thân mến, hôm nay thì em cái vào nhận bộ cửa khung cửa của nhà em Vân và cái tách nước. Hôm nay thì đã thuê ô tô cũng đã chở vào đến đây. Tí nữa mình sẽ dùng xe máy chở từ cái đường bé đi lên trên ạ. Ô tô không lên được nhá. Đến đây ạ, cái tách. Vân ơi, kia kia đang để gọi mấy thứ. Hello ạ. Mình cần cái lỗ này để gọn đúng không? Nhận tự đã thuê xe thì chuyển vào một thẻ luôn ạ. Cả cái cửa chính này, cửa phụ này, cả cửa sổ nữa. Thiết ở chế phần nha, thiết ở đây. Thuê ô tô về chỉ chở cái cứng bộ cựa của em Vân về đến đây thôi ạ. Thì nói chung là cái bộ cựa và cái tiền cước xe nhá, hết bao nhiêu thì chắc là anh Ngọc sẽ thanh toán, sẽ ghi cái phần đầu video ạ. Thì hôm nay cũng vào đây thì em Vân cái xe có sang đủ không? Sang hết. Hết sang được không? Xe này còn tí. Xe này hết à? Thế thì chắc là em cái cũng sẽ trích ra coi như cái tiền quý làm nhà của em Vân ấy cho mỗi em là 50.000 tự đi đổ sang để tí nữa chở cả cái bộ cửa sổ của em Vân đi nhé. Thế thì xe hết sang thì không biết là hai em thôi, không biết là có nhờ được ai nữa không thì anh cũng trích ra cái tiền thì là nhà ấy. Thì một xe cũng đổ 50.000 nhá. Vâng. Ừ. Tôi lấy ta đi đổ sang xong cứ chờ. Chắc nữa là hai em phải là mỗi người là 2-3 chuyến nhá. Vâng. Đấy. Em cái. Vâng. Thì đây là cái trích ra cái tiền quý làm nhà của em Vân nhá để đi đổ sang ạ. Thì hôm nay không biết là em Vân có nhờ được anh chú không nhỉ? Anh chú chắc tí nữa xuống. Tí nữa xuống à? Vâng. Ừ, thì hai em cứ đi đổ sang xong mình đi trở về trước thôi vâng. Nhá. Vâng. Hai em đang đổ sang xong về mình sẽ tiếp tục là chờ đi. Chờ thì hôm qua cũng vừa cơm mưa nhá. Không biết là cái đường ở bên trên có khô không? Có. Có à? Ừ, ở đây chỗ này thì vẫn có đoạn hơi ướt. Đổ sang về không? Đổ về rồi. Ừ. À, anh chứ vào đây giúp chở đấy anh chứ. Tôi nói đổ ra thao rồi. Tôi băng ở thao. Thì đó, tôi đổ thao đúng không? Gặp mày. Thao ở thao. Nếu mà anh chú vào chờ thì chắc là em cái được trích là cái tiền là nhà của em Vân đã trích cho mỗi người 50.000 thì cũng cho anh cứ đi đổ sang nhá. Rồi anh 50.000 đi đổ sang thì giúp em Vân chở đây. Thế này thì chắc là nếu ba anh em thì phải ra hai chuyến ấy. Rồi hai chuyến mới hết được nhá. Thấy tao có giỏ ô giỏ nên pê từ mới thôi rồi nhá. Rồi chứ không phải là một chuyến thôi. Đây bây giờ xăng dầu ở đây là lên giá rất là đắt. Bán lẻ thì bây giờ đây, họ thấy thường bán là một lít 25.000 đến 26.000, có chú thì người ta hay bán 27.000 đấy. Là 40.000 cơ. Ở tận thô đấy, ở khu của nhà em cái thì người ta chở vào tận thô thì 1 lít 40.000. Nhưng mà mình mua ở đường cái này, ở cây san thì cũng lên 3.000 hay 32.000 rồi. Nên em cái cũng biết, nhưng mà người ta bán ở tận thôn nha thì người ta trở về bán có khi là 40.000 1 lít. Thì em cái cũng đưa 50.000 cho anh chứ mua xe là 50.000 nhá. Đấy. Thì cái phần tiền đấy là có tiền san xe thôi. Vì nhờ anh em bà con ra vát đi cũng lấy cái tiền để mua thức ăn mà. Chở được không em? Cái này cũng nhẹ thôi, chả qua là nó hơi cọc cạch hơi vướng tí thôi. Đúng rồi. Nhá, đi từ từ đấy nhá. Đường thì cũng rộng rồi nhưng mà hơi cọc cạch nó hơi vướng tí. Mà dọn xong. Ừ. Xong rồi. Ba xe. Còn cái tách nữa thì tí nữa chắc cũng phải về cho cái vào chờ sao. Còn thế chú đây là cái bàn của em Dính nhá. Em Dính hai bố con cùng kinh ấy. Cái bàn này thì chắc là lúc đấy tiện đường ô tô vào đây thì mình cứ gửi thêm xe ô tô vào đến đây thôi. Thì nên em Dính sẽ vào đây chở đi vào ạ. Còn em Dưa vào sẽ cái bạt này mình bàn này mình sẽ đặt cái gạch hoa lên trên xong rồi đặt bếp ga ấy của em Dính. Tiện cũng lấy vào đây thì nên em Dính vào đi chở về nhà. Không phải là của em Vân ạ. Em Vân chỉ có mua tại hai cái tách này, bộ khung cửa sổ cửa nhà vệ sinh thôi. Và cái cửa chính của em Vân ạ. Dài. Chỗ này mà nếu vát đi thì phải 4 ngựa cơ. 4 ngựa khiên. Thôi mình lấy xe một ngựa tuy cũng cọc cạch vất vả nhưng mà nó sẽ nhanh hơn. Ngựa chở ngựa vát đi thì rất là đấy, vì đường từ cái chỗ này lên nhà em Vân cũng giờ tầm hơn chục cây số nhỉ. Đi theo con đường thì hơn chục cây chứ không? Đúng. Rất là xa. Mà đường cũng rất là xấu. Thì giờ xe em tài xế cũng sẽ chở đi ha. Xong anh em cái sẽ chia sẻ lại lần nữa còn nhiều cái đoạn nào ấy, thì đường đi khó như thế nào. Đây em buộc đây. Chỉnh
thì mình sẽ được không? Đấy, kìa, cầm hai cánh thôi là như chứ. Ờ, thơ à, ô tẩy à? Nhưng mà cái này thì phải có bìa nhá. Cái này, ý chỉ để niềm mới để chỉ nhìn ta đó chị. Ý để phao rồi sao ta? Ừ, mà mất thì sao? Nhưng mà anh không có giá hà. Chị mua chịu, chị mua chùa đó. Chị thao thôi. Không có, không có thao thôi. Tao, để tao vào nhá, không mày tao còn này, không chị thao thôi. Không, cái này có giá hà thì nó cứ thì chát hơn. Cái này phải có bìa cơ. Để xem. Thì nếu mà dùng cái này để lên nhá, phải có bìa. Được. Mấy phân làm nữa. Thôi đây nó chả lắm. Cô đẩy đẩy mình sức là to thật liều. Cái này có bìa nào mình lót qua thì mình đi ký. Đó là mất tiền tao sát tốt à? Đúng rồi. Đi á? Thật đúng đúng rồi. Cả nữa. Đây hả? Để xe. Ok, mà cái này thì nhảy tốt. Cái này chỗ thì thêm vào tổ lúc tổ ăn. Đi từ từ nhá. Anh em cùng nhau đi từ từ. Đi từ đây anh chú nhá. Anh chở cái cửa này có kính, cửa bếp là cửa nhà vệ sinh.
sao đấy? À, nhá. Vâng. Chẳng đây ạ. À. Đúng rồi. Ồ, đúng không? Ừ. Có bị sao không em? Không. Hả? Em vào chẳng đây vào. Sao thế nào vẫn chẳng ở đây ạ? Ừ. Đây, cũng rất là mai ở đây ạ. Đường thì rất là khó đi nhá. Thôi em đi từ từ thôi nhá. Thì nhá, mình sẽ tháo ra vát đi thôi. Đây, em vào đây chắc là chặn đây. Tự làm nhá, chặn luôn cái chỗ này. À, cũng may là ở đây là đường bàn đấy. Đừng lo đến đó ít thế nhỉ? Không, không sao chứ bảo. Cười thì chắc không sao rồi. Có, mất mỏng. Đó, đi từ từ thôi. Mất mỏng rồi. Đi cái đoạn nào mà đi không được thì đợi nhau ấy. Đấy, đường thì rất là khó nhá, quý bác ạ. Còn từ còn cái đoạn này đi vào nhà em vẫn cũng tầm 2 cây số nữa cơ. Bây giờ thì chỗ này không đi được nữa, mình sẽ tháo đây vát đi đó. Chủ nhất là đường thì mình đã đi xuống được nhưng mà đang vướng cái gốc cây này, quý bác nhá. Vướng cái chỗ này đang chặn đây, chặn cái này. Thì chắc không phải vát xuống rồi. Được cái chỗ này đi vào nhà em Vân thì cũng rơi tầm 500 m. Mình cũng phải vát xuống. Vát xuống đâu anh chứ ạ? Thanh rồi khiên cái này, còn thanh muốn người khiên cái này. Ông mua một tập tập ăn áo kia để cho đàn tỏ mua này. Để anh hạ xuống anh vứt tí. Rồi đi chờ. Từ từ nhá. Có tay thế à? Từ từ. Khiên khiên vào để trong nhà luôn. À. Nhưng mà ở bên trong khô chưa? Chắc khô. Khô rồi. Mồ hôi. Từ từ để khô đi rồi mà. À được rồi, đi rồi. Thế mình khiên khiên vào để bên trong luôn. Đây, em cài lên cái cửa kia vào đi. Để gọn nhá. Em cái vào để bên này. Bên vào để gọn. Nóng lắm. Đây ạ. Cái nhà của em Vân thì cũng lắm thân thiện đó rồi. Nóng thật, hôm nay cũng có anh Chứ cả ba anh em vào cũng chờ một chuyến. Bây giờ còn chỉ còn lại tách thôi. Tách thì chắc tí nữa ăn cơm xong mình đi lấy hả? Vâng. Đấy, em cái cũng ra. Chị bảo đến đây cũng cần nhà sơ qua nhá. Thì nhà của em Vân ạ, lập hết rồi. Đây, chị chờ ngày mai, nếu mà anh đột thực vào dán thì cái bô cựa đấy thì hoàn thiện. Em Vân, hai bố con có thể vào đây sinh hoạt rồi. Đây,
Cái chỗ này thì có thể làm cái bếp đây, mình nấu nướng, nấu củ, coi như là đu củ đây. Thì cũng có ô thoáng ở bên trên đấy, ô thoáng thế này thì nói chung là có khố đen nó sẽ thoáng ra ngoài. Đấy, em kém vào đây. Còn cái ngăn nhà vệ sinh thì chắc là mà anh đỡ thợ chắc nghĩ là ngày mai vào đấy tiện là lát cửa để hoàn thiện cái nhà vệ sinh ạ. Em kém xem được không? Thì ra như này đấy. Còn hai gian buồn này cũng làm được hết ạ. Hoàn thiện thế này. Bên trong cũng có hoàn thiện, còn chỗ này thì mình chưa dọn. Nóng thật nhờ. Tuyết vào mai anh em mình cũng đi xe máy vào. Còn phần bên ngoài nữa, đây là có phần bên ngoài. Chắc ngày mai kia anh em đội thợ lại lên thì lại tiếp tục coi như là làm nốt cái phần viên bên ngoài. Thì tầm khoảng 2-3 ngày nữa thì hai bố con em vẫn có thể chuyển đồ vào đây để sinh hoạt rồi. Để nhà cửa thì nói chung cũng thể đạt tầm 80%. Cũng là chỉ chờ cái lắp cửa nữa thôi. Cũng có hoàn thiện cửa xong thì hai bố con em vẫn có thể vào đây ạ. Rồi dọn dẹp xung quanh bên ngoài này. Chào chú! Ở nhà! Đấy, chỗ này à? Hả? Ở nhà là cửa. À, làm cơm cho vườn chưa? Con nhiều rồi. À, cơm cửa có phải không? Thế chú mấy cái ống này tí nữa mình lấy đi vào bên trong nhà nhá. Không được để ngoài đó, để ngoài đây có trẻ con hoặc có người lấy mất đi không có đấy, không được đấy nhá. Không được để ngoài này đâu. Đấy, tí nữa em Vân lấy xe xuống thì mình sẽ em cái sẽ bảo em Vân ạ. Cái đồ này mình sẽ lấy ở bên đi để trong bên trong nhà. Cứ lấy để bên trong nhà, mai các bác thợ về đấy còn lát cái nhà vệ sinh ấy. Nhá. Không được để ngoài như thế này. Lần này tát nước nó ra nhanh. Đây này cái này cho nước xả vào to, cái nhà vệ sinh này. To này tát nước nó đi nhanh nhưng mà đi xả nhanh. Nhưng mà lại đây bế này nhưng mà tát nước không xả được nhanh. Thế chú vừa đi đâu về lấy cái con rau này? Con rau lấy cái cột xô để gạo cho gà. Đây chú đang chuẩn bị đây là đây gà này của nhà mình hả chú? Gà vay nuôi. À ý là chú đi mượn về nuôi phải không? Vay nuôi. Thế vào đây để cháu vào nhà xem là cơm nước chú nấu thế nào. Mà anh em còn vào ăn cơm này bây giờ cũng muộn đấy. Dạ. Bố em vẫn cũng đang ở nhà. Bảo là cơm thì có nhiều nhưng mà không biết là nấu chín chưa? Cơm thì có phải không? Cần có rồi. À đúng rồi, đây chắc chuẩn bị em vẫn cũng nghĩ là sáng nay ấy, có em cái anh chứ vào đi cũng nấu rồi. Nấu buổi sáng xong thì ăn cơm ăn buổi trưa. À đây cũng có cái rau bí nhá, quý bác ạ. Cái quả bí này với cái lá cái ngọ. Rau bí nhưng mà bây giờ không có măng chua pha vào trong nhưng mà nó chua hết. Nhưng mà không có măng chua. Không có tiền đi mua măng chua nó pha qua. Xem đây có gì không có. Đây là rau bí phải không, quả bí phải không? Quả bí nhưng mà vay hỏn nó về ăn. Đi xin về phải không? Xin về mà. Đúng rồi, mình ít ngừa thôi mà. Hôm nay hai bố con thì cũng khoan. Bây giờ nó trồng con nhưng mà đất gầy hơn nhưng mà không có phanh không có phanh đào vào cho cho vào cho nhưng mà không sống to nhưng mà sống ít quá nhưng mà đi vay xi về đúng rồi. Đó quá rồi thưa. Bây giờ lấy cơm đi ăn đâu anh chứ? Anh mất hài mà. Anh nó pha hài. Có lấy cái này bát con đây này anh. Lấy cái bát to. Lấy bát to xong thì bây giờ cũng muộn rồi, 12 giờ rồi đấy. Gần đầu giờ chiều vì cái quán đường anh em trở vào cũng rất là vất vả quý bác ạ. Hôm qua cũng có cơn mưa rất là may sáng nay lại không mưa ấy, mưa lại tạnh coi như đường cũng khô ráo một tí. Nếu mà cái chỗ đấy là cứ mưa thế này chắc không lên được. Em cái vào đây thì nếu mà quay video cái đoạn đường nào vất vả khó khăn thế nào chắc quý bác xem chỗ đấy cũng biết rồi. Cái đường như thực tế thế này đôi lúc đi còn rất là sóc này, đi rất là khó. Nó mỏi hả? Ăn đi. Anh em ba cái ăn. Mình nó mỏi. Nó luôn rồi chứ đâu. Vân vào đấy. Lấy ghế kia này. Bảo bố này. Bảo bố này.
Không có gì à? Vâng. Không có. Đây là bữa cơm trưa của bà con bố cơ em Vân, cái em cái anh chứ vào đi. Đã là đơn giản không? Đây rau bí, cái quả bí và lá rau nhỉ? À cái nhỉ? Đây, rau bí làm ra. Rất là nóng. Đây không có quạt này nào. Không có điện nữa. Chưa mất tành. Gia đình điện. Ăn cơm ừ. Ăn đi, ăn đi. Em ăn đi. Có thì có lo rồi. Có mà mua nó. Hãy mua cá như mi, hãy tu 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 tu. Mong sao chị à? Hãy còn một con gì à? Lọ tam mỏ. No. Bây giờ thì anh em cũng đã ăn cơm xong. Vâng ạ. À, bây giờ thì ăn cơm xong, nếu mà anh em nghỉ một lúc này thì còn cái tách thôi thì đi trở về nhá. Vâng. Trở về tách về xong thì em ra ngoài đây để mình có cái ông này mình lấy đi vào bên trong nhà cướp, không để ngoài này nhá. Vâng. Để ngoài này thứ nhất là hoàn toàn là không may có cái trẻ con này lấy vào nó hỏng hoặc là nó lấy đi ấy. Vâng. Nhá. Cái đồ này mình cứ lấy. Tí nữa em đi lấy vào bên trong nhà cướp xong thì chở cái tách vào cứ để bên trong nhà. Vâng. Ngày mai các bác thợ vào đây để tiện làm cái bể cái nhà vệ sinh này, cái lát cái tách này đầy đủ cho em. Vâng. Nhá. Kiểu gì chắc mai anh hoặc là em Dương vào. Vâng. Thì cái đồ này thì em phải cướp nhá. Vâng. Còn cái tách cho mình. Tí nữa bảo em cái cùng em đi ấy, còn anh Chứ thì có việc bận thì anh Chứ đi làm. Vâng. Đây, hôm nay thì cùng anh Chứ vào đây giúp em Vân chờ cái bộ khung cửa, các cửa sổ của em Vân lên nhà hết, chỉ có một cái tách thôi. Chắc tí nữa này em cái với em Vân, hai anh em đi chờ nốt cái tách ạ. Còn bây giờ em cái có chút công việc bận, chắc bây giờ em cái cũng xin dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở video tiếp theo.